vườn hoa muôn màu muôn sắc, bài hát vang dội lời ca nào ta yêu nhân. Như những con ong sông hót xuyên xưa tìm mật, như những dòng sông đêm ngày mang nặng phù sa, bài ca nào ta hát lên, loài hoa nào tươi thắm hơn. Người giáo viên nhân dân, người giáo viên nhân dân, đất nước hòa nhập cùng tiến lên, sáng mai trí tuệ Việt Nam ta tiếp bước con dòng cùng trao tiên, trí thức đắp nền cùng núi sông. Tháng năm dài miệt mài chăn sách học trò, như những chuyện đò lặng thầm đưa người sang bên, đọc tên vinh quang tự hào rạng rỡ Việt Nam, nào cùng hát lên người giáo viên nhân dân. Sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hòa. Người thầy cả đời đưa đò qua dòng sông tri thức, bao nhiêu lữ khách đã sang sông, bao nhiêu khát vọng đã vào bờ, và bao nhiêu ước mơ đã thành sự thật. Người thầy, người lái đò vĩ đại với thời gian, chân dung đời thường bình dị mà cao quý đó đã được nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện khắc họa bằng giai điệu trầm lắng trong ca khúc Khoảng Lặng Phía Sau Thầy, về hình ảnh người thầy lặng lẽ, âm thầm, nơi góc khuất nào đó, với bao nỗi suy tư, trăn trở trong từng bài giảng sau mỗi giờ lên lớp. Mà giờ đây, chúng ta hãy cùng cảm nhận qua tiếng hát của cô giáo trường Mạc Đỉnh Chi. Thank you.
chốn mù khơi, có những sự xa chơi em không còn vô tư. Khi thấy thầy hiền bóng huôn huôn cuối hành lang, thầy nghĩ gì thầy ơi, có vui vẫn say 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 say. Thầm chảy trôi, dòng sông vẫn lặng lẽ tiếp những con đò chở nặng phù sa, bồi đắp những con thuyền tri thức với vô vàn tình yêu và hy vọng. Mượn một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Hoàng Vũ, ca khúc Như Ánh Sáng Soi Đường, qua phần thể hiện của thầy trò trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi, như hòa chung trong không khí hân hoan trang trọng của lễ trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15 và trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 24 năm 2021. Xin được trân trọng vinh danh nhà giáo, những người gieo mầm cuộc sống, muôn đời còn trọng trách cao cả, chở những hạt mầm đi về phía hừng đông.
sáng mai như ánh thái dương chiếu soi con đường ta bước, sáng mai như ánh trăng rằm rạng ngời trong đêm tối tăm. Người giáo viên Việt Nam bao đời vẫn như con tầm nhà thơ cho đời, nhân gian khó vẫn vươn tay chèo rẽ sóng ra khơi, đưa bao lớp đàn em cập bên bờ vinh quang, cho đất trời Việt Nam thêm sao sáng rằng ánh huy hoàng. Vẫn đó sông có tháng năm xóa đi màu đen mái tóc, vẫn đó cho đời qua ngàn gian khó vẫn vươn tay chèo rẽ sóng ra khơi, đưa bao lớp đàn em cập bên bờ vinh quang, cho đất trời Việt Nam thêm sao sáng rạng ánh huy hoàng. Cho trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi chào mừng lễ trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15 và trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 24 năm 2021 đã khép lại tại đây. Kính chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay và sự yêu mến của quý vị dành cho phần biểu diễn của đội văn nghệ trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước lên sân khấu tặng hoa chúc mừng và cảm ơn cho đội văn nghệ trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi. Trân trọng kính mời thầy. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự biểu diễn của thầy trò trường Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi. Xin được trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Văn Hiếu. Dạ, xin được cảm ơn các thầy cô. Cảm ơn các thầy cô.
xin được nồng ấm chào đón quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị đã cùng đến tham dự buổi lễ trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15 và lễ trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 24. Cho phép Ngọc Hương thay mặt những người thực hiện chương trình, đầu tiên phải gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành nhất vì quý vị đã dành thời gian quý giá đến tham gia buổi lễ sáng nay. Và cũng xin được kính gửi đến tất cả quý vị lời chúc bình an, mạnh khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị đứng lên làm lễ chào cờ. Tất cả chú ý, nghiêm, chào cờ, chào. Niệm để tưởng nhớ đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Trong đó có không ít thầy cô giáo đã không qua khỏi đại dịch này. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, nghi thức chào cờ đã kết thúc. Xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị an tọa. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị kính mến, dân tộc Việt Nam của chúng ta có truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Bởi lẽ, người thầy đã góp phần hun đúc nên tâm hồn Việt Nam, nhân cách Việt Nam qua các thời kỳ, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai dân tộc. Và ngày nay, trong yêu cầu đổi mới giáo dục để hội nhập quốc tế, người thầy được tôn vinh là những kỹ sư của tâm hồn và nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Vì nghề dạy học đã tạo ra biết bao con người nhân ái, tích cực, năng động và sáng tạo. Đã có biết bao nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng triệu giáo viên, những người có tâm huyết, trí tuệ, không ngại gian khó để cống hiến cho sự nghiệp trong người. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị kính mến, tiếp nối sự nghiệp trong người của bao thế hệ tiền nhân nhằm tôn vinh quý thầy cô giáo tiêu biểu, từ năm 1998, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức giải thưởng Võ Trường Toản. Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 và giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 24 năm 2021 được long trọng tổ chức nhằm vinh danh những thầy cô giáo có nhiều đóng góp cho ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây cũng là lý do của buổi lễ sáng nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị kính mến, đến tham dự buổi lễ sáng nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.
xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Ngô Thị Hoàng Cát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó Trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố. Kính thưa quý vị, về phía đơn vị tổ chức, cho phép chúng tôi được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng các ông bà trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố, lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, các thầy cô là trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thủ trưởng, giáo viên và học sinh, các cơ sở giáo dục có giáo viên đạt giải. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Tăng Hữu Phong, Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Cùng quý anh chị là phóng viên, biên tập, nhân viên báo Sài Gòn Giải Phóng. Thưa quý vị kính mến, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu về phía các đơn vị tài trợ có sự hiện diện của bà Nguyễn Phương Lan, Tổng Giám đốc EMG Education. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trần Văn Thông, Phó Giám đốc Khách hàng Cá nhân Ngân hàng Sài Gòn Thương Kính, Sacombank. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ban tổ chức cũng vui mừng chào đón sự hiện diện của anh chị phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình đã đến tham dự và đưa tin. Đặc biệt xin được nhiệt liệt chào mừng 15 nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15 và 50 nhà giáo đạt giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 24 năm 2021. Một lần nữa, hy vọng tràng pháo tay to nhất quý vị sẽ vang lên để chào đón sự hiện diện của tất cả chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị kính mến, sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phát biểu chúc mừng các thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15 và giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 24 trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý thầy cô giáo, quý vị đại biểu cùng các em học sinh thân mến. Trong không khí hân hoan của mùa hiến chương nhà giáo Việt Nam, tôi rất vui mừng tham dự lễ trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15 và giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 24 năm 2021. Thay mặt lãnh đạo thành phố, xin gửi đến quý thầy cô giáo, quý vị đại biểu cùng các em học sinh có mặt tại buổi lễ hôm nay lời chào trân trọng, những tình cảm và lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các thầy giáo lão thành, quý thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên công tác trong ngành giáo dục thành phố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui và luôn vững vàng trong sự nghiệp trồng người vẻ vang. Kính thưa quý thầy cô giáo, kính thưa quý vị đại biểu, hiếu học, học để nên người, để lập thân, kiến quốc luôn là đạo lý, là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc ta. Toàn xã hội, từng gia đình, các bậc phụ huynh luôn dành sự tôn trọng, trân quý cho những người thầy, người cô, cho nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Người thầy là cha mẹ thứ hai của học sinh, là người đặt nền móng cho sự phát triển trong tương lai của thành phố và của đất nước. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thế hệ lãnh đạo của thành phố luôn nhất quán quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai.
tạo động lực then chốt cho sự phát triển. Vì vậy, tạo điều kiện để đội ngũ thầy cô giáo an tâm trong công tác, có cơ hội thuận lợi nhất để phát triển trong học tập, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ là những yếu tố quyết định không chỉ đối với ngành giáo dục mà còn là tương lai của thành phố, của cả dân tộc. Với những ý nghĩa đó, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng 15 thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú và 50 thầy cô giáo nhận giải thưởng Võ Trường Toản ngày hôm nay. Đây là những bông hoa đẹp tô điểm hương sắc cho vườn hoa giáo dục thành phố. Bên cạnh đó, tôi hoan nghênh sáng kiến và nỗ lực duy trì tổ chức giải thưởng Võ Trường Toản của Sở Giáo dục và Đào tạo, báo Sài Gòn Giải Phóng. Xin ghi nhận và trân trọng sự đóng góp đồng hành của các đơn vị, các mạnh thường quân suốt 24 mùa giải vừa qua. Kính thưa quý thầy cô giáo, 15 thầy cô giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú và 50 thầy cô giáo được nhận giải thưởng Võ Trường Toản ngày hôm nay là đại diện cho tất cả nhà giáo, những tấm gương thầm lặng, tận tụy với nghề của thành phố. Chúng ta đang tiếp tục quá trình đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thành phố Hồ Chí Minh luôn thể hiện vai trò ngọn cờ đầu với nhiều sáng kiến, giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục. Đại hội đại biểu Đảng thành phố lần thứ 11 vừa qua đã đặt nhiệm vụ cho ngành giáo dục là phải cung cấp nguồn nhân lực thông minh, sẵn sàng tận dụng hiệu quả thời cơ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để tham gia vào quá trình hội nhập toàn diện của thành phố, góp phần tạo ra những công dân trẻ, giàu lý tưởng, giỏi tay nghề, sống đẹp, sống tốt, sống có ích. Lãnh đạo thành phố rất vui mừng khi ngành giáo dục đã rất mạnh mẽ đề xuất triển khai nhiều đề án, chương trình đột phá thời gian qua, đặc biệt là sự chủ động, mạnh dạn để tạo được dấu ấn, vượt qua khó khăn, vừa chống dịch, vừa tổ chức dạy và học. Lãnh đạo thành phố cũng đặt trọn niềm tin, tự hào với đội ngũ thầy cô giáo, năng động, sáng tạo, tích cực, đổi mới, say mê và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục đào tạo. Chính quý thầy cô là những người trực tiếp triển khai những đề án, giải pháp đổi mới, góp phần thực hiện hàng loạt các nhiệm vụ rất quan trọng của ngành giáo dục. Đó là triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong đó có hai đề án mang tính chiến lược toàn diện của ngành giáo dục đã được lãnh đạo thành phố thông qua. Đó là tiếp tục lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 và triển khai luật giáo dục 2019. Trong quá trình đó, tôi mong mỏi quý thầy cô giáo được tôn vinh ngày hôm nay tiếp tục lan tỏa lòng yêu nghề, mến trẻ, tinh thần ham học hỏi, không ngừng đổi mới, sáng tạo trên mục giảng, nhiệt huyết với nghề, đạo đức, nhân cách cao quý, mẫu mực của quý thầy cô sẽ động viên, dẫn dắt những thầy cô giáo trẻ tiếp tục vững vàng với sự nghiệp chồng người. Bên cạnh đó, tôi cũng đề nghị ngành giáo dục chủ động tiếp tục phối hợp đề xuất với lãnh đạo thành phố những chế độ chính sách đãi ngộ xứng đáng để thầy cô có đời sống vật chất và tinh thần thoải mái, yên tâm công tác và cống hiến. Kính thưa quý thầy giáo, quý cô giáo, lãnh đạo thành phố cũng luôn mong ngành giáo dục thành phố có nhiều hơn nữa những nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, danh hiệu cao quý của ngành giáo dục và giải thưởng Võ Trường Toản, giải thưởng cao quý nhất của thầy cô giáo thành phố Hồ Chí Minh, sẽ tiếp tục phát hiện, giới thiệu, khen thưởng kịp thời những đóng góp xứng đáng của quý thầy cô giáo tâm huyết, lan tỏa những đóng góp cho ngành, cho công cuộc xây dựng và phát triển thành phố. Một lần nữa, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua, xin thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến quý thầy cô giáo, cán bộ, quản lý, nhân viên trong ngành giáo dục thành phố. Xin kính chúc quý vị đại biểu, thầy cô, các em học sinh có mặt trong ngày lễ hôm nay sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ, xin được trân trọng cảm ơn ông Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị và các em học sinh kính mến. Lễ trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15 và giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 24 được quan tâm và đồng hành của các đơn vị Tập đoàn EMG Education, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,
Chắc chắn sự hỗ trợ và đồng hành này của các đơn vị là điều kiện không thể thiếu để giúp cho giải thưởng cũng như chương trình của chúng ta được duy trì và phát triển. Sau đây, xin được trân trọng kính mời đại diện các đơn vị tài trợ sẽ cùng bước lên sân khấu, lên vị trí danh dự để ban tổ chức gửi những lời cảm ơn, những đóng góp và sự đồng hành của quý đơn vị. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Phương Lan, Tổng Giám đốc EMG Education. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Thông, Phó Giám đốc Khách hàng Cá nhân Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Trần Thiện Lương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và ngay sau đây, cho phép chúng tôi được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Tăng Hữu Phong, Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ lên sân khấu để trao tặng hoa kỷ niệm chương thay cho những lời cảm ơn sâu sắc từ ban tổ chức. Xin được trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã dành tặng cho những đơn vị đồng hành. Xin được trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Tăng Hữu Phong, Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Và một lần nữa xin được cảm ơn EMG Education, Sacombank và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã luôn đồng hành và luôn hỗ trợ cho ban tổ chức có thể duy trì và ổn định với các chương trình của chúng ta. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị và các em học sinh kính mến, trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19 với bao khó khăn và vất vả mà các giáo viên phải đối mặt trong 2 năm dạy học trực tuyến, dưới tác động nặng nề của dịch bệnh, các thầy cô giáo vẫn luôn vững tay chèo trở thành tuyến đầu duy trì học tập và dạy học. Dạy học trên bục giảng chắc chắn đã rất khó rồi, bây giờ chúng ta lại chuyển sang dạy học với hình thức trực tuyến thì lại càng khó khăn. Và có thể nói đây là lần đầu tiên cả thế giới và Việt Nam của chúng ta đối mặt với đại dịch COVID-19. Sẽ còn rất nhiều những khó khăn bởi chúng ta vừa học, vừa làm và vừa thích ứng với thời cuộc mới. Do đó, quý thầy cô giáo lúc nào cũng vững vàng tay chèo để có thể tiếp tục sự nghiệp trồng người của mình. Và trong trận đánh rất là khó khăn này, thì các thầy cô giáo đã vượt lên những hoàn cảnh riêng tư, những khó khăn. 15 thầy cô giáo được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú và 50 thầy cô giáo được tuyên dương và trao giải thưởng Võ Trường Toản năm nay đã có những cống hiến xuất sắc trong công tác đào tạo, góp phần làm nên những thành tích đáng tự hào của ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Quý thầy cô giáo đã khắc họa hình mẫu thật đẹp, thật gương mẫu trong lòng của nhân dân cả nước là những thầy cô giáo hết sức tuyệt vời. Và ngay sau đây, Ngọc Hương xin được trân trọng kính mời quý vị và các em, chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phim ngắn ngay sau đây. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị và các em kính mến, chúng ta vừa theo dõi một đoạn phim ngắn. Và trong thời lượng của đoạn phim ngắn, chúng ta bắt gặp ba chân dung của ba thầy cô giáo. Ở mỗi mảng tiểu học có, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có và trung học phổ thông có. Quý vị thấy rõ ràng, ai trong chúng ta cũng sẽ có những khó khăn trước đại dịch COVID-19. Bởi vì COVID-19 không từ một ai cả, không riêng một ai cả. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh đều sẽ tự linh hoạt để ứng biến, thích hợp với hoàn cảnh của cá nhân mỗi người. Và đối với các thầy cô giáo thì có lẽ là khó khăn lại chồng khó khăn. Bởi vì thầy cô giáo bên cạnh với vai trò là sự nghiệp trồng người, thì các thầy cô giáo cũng quay về với gia đình trở thành một phụ huynh, một người cha, một người mẹ, một người anh, một người chị hay một người con trong gia đình để chăm lo cho rất nhiều những thế hệ. Và thật sự trong rất nhiều ngành nghề trong xã hội phải đương đầu với đại dịch COVID-19 thì có thể nói nghề giáo viên là một trong những nghề vất vả nhất ạ. Bởi vì chúng ta biết rồi, với học trực tuyến thì vô vàn những khó khăn, nào máy móc,
nào là cách các thầy cô đã quen với phương pháp dạy trực tiếp, đứng trên bục giảng đôi khi một lớp 40, 50 bạn, mình nói các con còn chưa thể nghe, chưa thể cảm, huống gì là bây giờ giao tiếp qua màn hình máy vi tính. Các thầy cô cũng không phải là những người am hiểu công nghệ một cách sâu sắc để có thể vận dụng những kỹ năng làm như thế nào để giáo án thật là sinh động, thật là phong phú, rất là nhiều những khó khăn thưa quý vị. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn như vậy thì quý thầy cô giáo cũng đã vượt lên. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ 3 trong 50 thầy cô giáo được vinh dự nhận giải thưởng Võ Trường Toản. Hãy cùng gặp gỡ quý thầy cô giáo và cùng trực tiếp nghe xem các thầy cô giáo chia sẻ tâm sự như thế nào. Và ngay sau đây, cho phép Ngọc Hương được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu cô Bùi Minh Tâm, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh. Dạ, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Trần Tiến Đức, giáo viên môn toán, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên quận 11. Và xin được trân trọng giới thiệu, kính mời cô Nguyễn Ánh Phương Nam, giáo viên trường tiểu học Lê Ngọc Hân, quận 1. Dạ, xin được kính mời các thầy cô ạ. Thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh kính mến, trên sân khấu của chúng ta là 3 thầy cô giáo tiêu biểu trong 50 các thầy cô giáo được nhận giải thưởng Võ Trường Toản năm nay. Thì thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến rất là phức tạp, nên là các thầy cô giáo sẽ tiếp tục đeo khẩu trang để cùng giao lưu với chúng ta. Riêng Ngọc Hương là người dẫn chương trình thì ngay từ đầu mình đã không đeo khẩu trang và cũng không có tiếp xúc cũng như là không có đứng gần ai cả. Nên là chia sẻ điều này để cho quý thầy cô giáo yên tâm. Dạ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên với cô Tâm ạ. Dạ, thưa cô Tâm, thật sự thì Ngọc Hương cũng là một người rất là quan tâm đến giáo dục. Bản thân Ngọc Hương cũng là một giáo viên, cũng là một giảng viên ở các trường đại học cao đẳng. Thì rất là hiểu các thầy cô giáo rất là khó khăn trong công tác dạy học và ở vai trò quản lý nữa thì lại càng khó khăn. Thưa quý vị, trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh á, thì rất là nổi tiếng với một cái câu đó là ngôi trường hạnh phúc. Và trong đại dịch Covid-19 thì để duy trì cái phương châm ngôi trường hạnh phúc thật sự rất là khó khăn. Vậy thì xin được kính nhờ cô Tâm có thể chia sẻ cho quý vị và các em được biết là cái việc mà duy trì mô hình ngôi trường hạnh phúc của trường mình trong đợt dịch vừa qua và vẫn đang tiếp diễn là như thế nào ạ? Dạ, xin kính mời cô Tâm ạ. Xin kính chào tất cả các quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo. Hôm nay tôi cũng rất là vinh dự được nhận giải thưởng Võ Trường Toản. Và xin cảm ơn câu hỏi của MC Ngọc Hương. Thưa quý vị, sự ra đời của cái mô hình trường học hạnh phúc nó bắt nguồn từ sứ mệnh để xây dựng ngôi trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh. Năm 2004, Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh được hình thành. Lúc đấy nó có tên gọi là Trung học Phổ thông Bán Công Lương Thế Vinh, tọa lạc ngay ở một trung tâm của thành phố nhưng ở những khu lao động nghèo. Ngày đó khi mà nghe đến tên là Bán Công Lương Thế Vinh thì không có phụ huynh nào mong muốn con của mình được học ở cái ngôi trường này. Bởi vì ở đó thì một ngôi trường ngay từ thời điểm đầu có một cái điểm chuẩn vào lớp 10, thấp nhất thành phố. Tại thời đó có rất là nhiều các em rất là khó khăn. Lúc đó sứ mệnh của ngôi trường của chúng tôi phải thực hiện đó là phải xây dựng một ngôi trường sạch như bệnh viện, đẹp như công viên, chất lượng phải ngang bằng, kỷ luật thì như quân đội, còn chất lượng thì lúc đó chúng tôi đang hướng tới đến một ngôi trường là các cái trường trung học phổ thông công lập trong quận 1. Và sau 10 năm kể từ ngày thành lập ngôi trường, chúng tôi đã thực hiện được thành công cái sứ mệnh đầu tiên và quyết định chọn tiếp tục để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo sứ mệnh, đó là một ngôi trường. Ở đó các em không chỉ học tập tốt, mà các em có nhân cách tốt, các em có đam mê với việc học tập của mình, và các em có sống tự chủ trong cuộc sống của mình. Và để thực hiện được cái mục tiêu đó, chúng tôi đã định hướng ngôi trường Lương Thế Vinh là một ngôi trường hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây chúng tôi quan điểm rằng là tất cả các thành viên trong ngôi trường Lương Thế Vinh
Từ thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên đến tất cả các em học sinh, kể cả phụ huynh đều cảm thấy được là hạnh phúc trong từng giây phút trải nghiệm. Ở đấy tất cả các em học sinh sẽ nhận được những giá trị đặc biệt để các em cảm thấy được hạnh phúc khi học tập. Đó là các em được yêu thương, các em được trân trọng, tôn trọng. Đó là các em được thỏa sức thực hiện học tập bằng cái đam mê của mình. Tại nơi đó thì tất cả các em học sinh được vun đồi làm sao để mình có thể có niềm tin và có lý tưởng. Và các em được xây đắp thêm cái khao khát khẳng định được bản thân mình. Và ở nơi đấy các em được chia sẻ và biết yêu thương. Còn đối với thầy cô cũng nhận được những giá trị để cảm thấy hạnh phúc tại cái ngôi trường của mình. Đó là các thầy cô được cống hiến và được trao được chọn niềm tin yêu, niềm tin tuyệt đối để có thể chủ động xây dựng các bài học một cách hiệu quả và mang lại những giá trị tốt đẹp. Ở nơi đấy thầy cô có thể tìm thấy niềm vui với đồng nghiệp, niềm vui trong từng bài giảng của mình. Và ở nơi đó thầy cô được vun bồi đắp phát triển bản thân. Và hơn hết, từ những chuyện như vậy thì tất cả phụ huynh cảm thấy hạnh phúc khi thấy con của mình được trưởng thành, con của mình được hạnh phúc trong một ngôi trường. Và cách mà chúng tôi để có thể xây dựng ngôi trường hạnh phúc đó là chúng tôi phải thay đổi và phải đổi mới từng ngày. Đổi mới từ trong suy nghĩ, từ trong cách làm, từ ngay cái định hướng của nhà trường chúng tôi đã thay đổi cách dạy học. Phải làm sao để có thể phát triển được phẩm chất và năng lực các em học sinh. Tạo cho các em học sinh nhiều cái hoạt động ngoại khóa để phát triển được năng lực, kết nối được với nhiều các em học sinh để nghe được, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng các em như thế nào. Và ở đây đấy chúng tôi luôn luôn tôn trọng và luôn tìm kiếm phát triển những năng lực đặc biệt cá nhân khác để phát triển các em học sinh. Và cũng ở nơi đấy tất cả các thầy cô giáo của tôi luôn được đề cao sự sáng tạo và sự chủ động trong dạy học. Và trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua, để duy trì được môi trường hạnh phúc thì thật sự đối với chúng tôi là cả một khó khăn. Và ba cái vai trò then chốt mà chúng tôi giữ nó, quyết định nó để có thể nuôi dưỡng được một cái ngôi trường hạnh phúc, đó là kết nối, đó là niềm tin và đó là trách nhiệm. Bởi vì sự kết nối của tất cả các thầy cô đến với học sinh tạo cho các em có một cái niềm tin và trách nhiệm trong học tập. Bởi sự kết nối của lãnh đạo với tất cả thầy cô để thầy cô có đầy đủ các cái năng lượng để có thể thực hiện nhiệm vụ dạy học. Và bởi sự kết nối của tất cả nhà trường với phụ huynh để thấu hiểu được tất cả những khó khăn trong cái thời gian dịch bệnh như vậy. Và chúng tôi đã từng làm trong cái khoảng thời gian mà khi dịch bệnh khá là phức tạp, chúng tôi nhìn thấy ở phía ngoài, đặc biệt là vào khoảng cái thời gian tầm khoảng chừng tháng 7 sau khi mà kỳ trung học phổ thông kết thúc, thì thành phố của mình đã giãn cách. Chúng tôi nhìn thành phố mình đang gồng mình để chống chọi với cơn dịch bệnh. Ngoài kia thì rất là nhiều bác sĩ, y bác sĩ cũng như các người phòng chống dịch tuyến đầu đã phải nỗ lực rất là nhiều để bảo vệ của thành phố mình. Thì chúng tôi, những nhà giáo viên ngồi đây, chúng tôi cảm thấy rất đau lòng. Lúc đó toàn bộ đội ngũ thầy cô của chúng tôi đã ngồi lại với nhau và mình phải làm cái gì, mình làm sao để có thể giúp đỡ thành phố của mình ngay lúc này. Hơn bao giờ hết thì chúng tôi nghĩ rằng ngoài việc cái năng lực đi dạy học, chúng tôi đã bàn với nhau, kết nối với học sinh để chúng tôi tổ chức các chương trình. Ví dụ như là tổ chức một cái chương trình đối với các em học sinh là ngay tại thời điểm đó để lan tỏa được các cái tinh thần tích cực cho các em học sinh. Ví dụ như là các em học sinh có thể chơi một cái chương trình đó là các em tôi tự chủ, tôi trưởng thành và tôi hạnh phúc. Bằng cách là chúng tôi kết nối với tất cả các thầy cô giáo, kết nối với tất cả các phụ huynh học sinh để mà có thể hỗ trợ cho các em học sinh mỗi một ngày các em có thay đổi thói quen là sẽ giúp đỡ cha mẹ, thay đổi một thói quen tích cực của mình là mình có thể tập thể thao hoặc đọc sách hoặc học tiếng Anh, hoặc các em có thể vẽ một cái
một cái bức tranh, hay các em học một cái bản nhạc. Và tất cả những cái điều đó đã làm và đã lan tỏa đến tất cả các học sinh của trong trường cũng như các thầy cô giáo. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của cô Tâm. Ngọc Hương nghĩ rằng là hãy dành tặng cho cô Tâm và trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh một tràng pháo tay được không ạ? Dạ, xin được cảm ơn quý vị. Bởi vì sự quyết tâm luôn luôn có niềm tin và tổ chức kết nối rất là chặt chẽ từ nhà trường, phụ huynh và các bạn học sinh. Nên là trường Lương Thế Vinh, dù là dịch rất là nhiều khó khăn, chúng ta không nói nhiều về khó khăn nữa mà chúng ta nói về những phương pháp để có thể thích ứng và những phương pháp để giúp cho chúng ta có thể phát huy. Dạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ của cô Tâm. Bây giờ thì cho phép Ngọc Hương được giao lưu với lại thầy Đức ạ. Thưa quý vị, cũng xin được lược sử một chút xíu về thầy Đức cho tất cả quý vị chúng ta cũng cùng tiện theo dõi. Thì được biết là thầy Đức năm 17 tuổi với xuất phát điểm là một người công nhân kỹ thuật sửa chữa thiết bị sản xuất trong nhà máy nha quý vị. Và với một cái niềm đam mê học tập nhiệt huyết và có thể nói là một cái tấm gương rất là kiên trì, nên là thầy đã đạt được học vị tiến sĩ ở độ tuổi 59. Chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng chúc mừng thầy Đức ạ. Dạ, thật sự điều này rất là khó khăn ở độ tuổi 59. Đạt được học vị tiến sĩ có thể nói là một cái sự nỗ lực rất là phi thường. Bởi vì cái điều này không phải ai trong chúng ta cũng đủ kiên trì để theo đuổi đâu. Cá nhân Ngọc Hương rất nhiều lần muốn học lên cao học thạc sĩ, nhưng mà mình cứ bận chạy xô nhiều quá nên cũng không sắp xếp được và thật sự thiếu sự quyết tâm và kiên trì. Dạ, quay trở lại câu chuyện với nơi thầy công tác là đang là giáo viên dạy môn toán, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên của quận 11. Thì thầy có thể chia sẻ một chút xíu về cái việc là thầy đã truyền động lực, truyền cảm hứng tích cực học tập đến các em học viên tại trung tâm của thầy như thế nào ạ? Dạ, xin mời thầy. Dạ, cảm ơn. Đầu tiên là xin chân thành cảm ơn đến quý vị lãnh đạo thành phố và các quý thầy cô giáo. Thì hôm nay thì cũng được MC Quỳnh Hương xinh đẹp đặt câu hỏi để bày tỏ được cái trong thời gian công tác. Thì tôi công tác thì cũng xin thưa đến quý vị thì hôm nay báo cáo là một cái ngày mà rất là hạnh phúc. Chỉ còn có ngày nữa là đúng ngày 1 tháng 12 2021 thì tôi về hưu. Nên nó vừa kịp. Dạ. Thì kính thưa quý vị, thì tôi xuất phát điểm là ghi là người công nhân ngày 17, thì thực ra đó là cái năm 1978 là tôi thi vào một trường công nhân, trường trung học kỹ thuật công nghiệp thành phố, thì vô là cái khóa gọi là công nhân kỹ thuật ô tô máy kéo đó, là nhưng mà vô đó học là sáng chiều luôn 2 năm để ra làm công nhân kỹ thuật, thì 2 năm như người công nhân rồi đó. Thì tối cái năm đó là tôi bắt đầu vô học lớp 12. Tôi còn nhớ đó là lớp 12 C2 là khoa toán, ban toán. Hồi xưa C là ban toán. Thì tôi nghĩ tôi thi tuyển vào trường trung học công nghiệp đó. Thì vào đó học 2 năm sáng chiều. Thì là buổi tối là tôi đăng ký vào, coi như được đăng ký. Lúc đó là gọi là trường dân chính cấp 3 đó. Thì sau này gọi là trường trường bổ túc văn hóa quận 11, hồi xưa là trường dân chính cấp 3. Thì coi như là cái thời gian đó là sáng, chiều, tối. Là nó bắt đầu từ năm 1978 là cái lịch làm việc của tôi là sáng, chiều, tối hết. Thì khi mà ra thì vào nhà máy nông cơ Thống Nhất. Nhà máy nông cơ Thống Nhất thì làm về công tác sửa chữa. Thì khi mà làm thì thấy cái là trong đó nó có 2 người. Thì tôi được vào một cái nhóm của cái anh tổ trưởng, thì anh đó sửa rất giỏi. Anh sửa bằng cảm tính không à. Thì có một anh nữa, thì cái nông cơ Nhất lúc đó là tập trung toàn những cái người mà sửa sau giải phóng á, là toàn là người sửa máy bay của sân bay Tân Sơn Nhất á, vô làm. Thì có một anh á, thì là thầy giáo, là anh dạy, anh vừa sửa trong nhà máy, sửa rất hay, và ai cũng gọi ông là thầy á. Lúc đó là hình ảnh đó là tôi bắt đầu được tôi bị tiếp cận cái đó. Thì anh ra ngoài anh lại mở được một cái nghề mà sửa cuốn motor đó. Thì tôi ngồi tôi ước ao, tôi bảo như vậy mình sao hôm mai mốt mình cũng giống ông này. Là ngay lúc đó đó, cái đó thì ra bắt đầu là ra làm, thì nghĩ là bây giờ mình học bên đây thì muốn làm thầy giáo thì phải vào sư phạm, nên tôi lại thi vào sư phạm. Tại thi vào sư phạm là thi vào cao đẳng á, tại vì mình biết cái lực của mình không thể thi đại học nổi, thì thi vào cao đẳng thì tôi đậu vào cao đẳng sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, khóa địa.
Chị ra thì được bổ nhiệm là năm 1986. 86 là ra bổ nhiệm về Củ Chi. Củ Chi là Phú Quý Hưng, xã Phú Quý Hưng, ngay chỗ địa đạo đó thầy cô. Thì tôi dạy học ở đó 3 năm. Sau đó mà quay về là được điều về. Tôi xin về đấy. Xin về thì về là quận 11 thì đã đưa tôi về trường, và lúc đó là trường bổ túc văn hóa quận 11, làm công tác xóa mù chữ. Tôi làm công tác xóa mù chữ là tổ trưởng tổ giáo dục ở phường đó, chuyên mở những cái điểm mà gọi xóa mù chữ ban đêm. Thì cái quỹ ban ngày nó còn nữa thầy cô. Thì quen rồi, quen cái cách mà làm sáng chiều tối à. Tôi thấy nó trống quá. Thì lúc đó là có cái nghề mới bay đi đăng ký vô nhà máy in ra Gandhi. Thì lúc đó là mấy anh đi thì có anh đó là hồi đó làm nông cơ, anh coi anh làm quản đốc, anh nói thôi bây giờ có vô làm sửa chữa không, rồi dạ vô, em miễn là em giữ cái nghề. Thì vô làm là công nhân bậc một đấy thầy cô. Rồi trong khi đó là mình ở bên kia là mình bậc ba rồi, quay xuống lại bậc ba ô tô, nhưng mà quay xuống là bậc một. Thì tôi làm đó suốt luôn, làm tới gần đây là tháng 6 2016 mới chính thức là xin nghỉ để có những chuyên bên đây. Còn bên kia là về bên đó rồi thì dạy về là cho dạy kê là dạy toán và hóa. Thì tôi thấy vậy tôi bảo là bây giờ vô học kỹ thuật á thì cái môn mà môn toán nó khó lắm, bây giờ mình cứ hãy lấy cái bằng cử nhân toán đi, là mai mốt á mình học lên nó dễ. Tại hồi xưa mà thi cao học á là phải thi toán, thậm chí lúc đó tiến sĩ phải thi toán luôn chứ không có làm một cái bài báo đâu. Nên tôi nghĩ là giờ cái phương thức của mình á là mình lấy luôn bằng toán thì là mai mốt nó dễ. Thì tôi thi vào coi như lúc đó là học coi là bằng đại học hóa đó, ở trường đại học sư phạm thành phố. Thì vô thì bằng hóa cũng không được. Thì lúc đó ông nói là hóa đủ nhưng mà toán chưa đủ. Ê, toán đủ nhưng mà hóa chưa đủ. Tôi mới hỏi thầy mà giáo vụ á, và em hồi xưa em học bách khoa, em có đủ mấy cái chứng chỉ á. Tại lúc đó tôi có bốn cái chứng chỉ, trong đó là toán cao cấp á, nó có số tiết. Thì cuối cùng á, thầy nói để đó thì xem. Cái xem về báo về phòng giáo dục á, là cho tôi học khoa toán. Thầy cô có biết học khoa toán nó kinh khủng lắm. Mình không có nghĩ, mình tưởng mình học bách khoa toán cao cấp á, mình giải quyết được không? Tưởng quan đây học cũng dễ, khó lắm thầy cô. Cực kỳ khó. Tôi nhớ nhất là cái mô tô bô á. Coi như thầy giảng là không biết đâu, tôi còn nhớ tiến sĩ Trần Tráng. Thầy giảng là coi như ở dưới đây mờ mịt hết á. Tôi thi lại 3 lần. Lần thứ nhất á, tôi hiểu, tôi làm tôi vẫn bị thi lại. Lần thứ hai tôi lấy của thầy với của tôi kết hợp luôn. Tôi làm vẫn thi lại luôn. Lần thứ ba tôi sợ đến nỗi á. Thầy hay nói á, là đương nhiên ta có, hiển nhiên ta có. Mà mình cái tính của mình á, là làm cái gì mà chưa có mình phải chứng minh. Sợ đến nỗi cũng đề đương nhiên ta có, hiển nhiên ta có, may mắn quá, qua được cái khóa đó. Cái môn đó là môn được 8 điểm. Tôi lồng lại luôn, là cái môn đó thầy nói là hồi xưa giờ học cái môn này thầy cũng không ai cho 8 điểm. Mà tôi đi lần thứ ba là 8 điểm. Thì cái đó là từ cái mà tốt nghiệp ở đó, tôi về là được dạy cấp 3 suốt tới bây giờ luôn thầy cô. Ban đêm không. Và ban ngày là tôi làm nhà máy. Thì làm nhà máy thì tôi cũng siêng làm thôi. Rồi tôi sáng kiến nhiều và tôi phải cảm ơn báo Sài Gòn Giải Phóng, là phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng nhận nhiều bút mực với tôi lắm á, là tôi được giải Tôn Đức Thắng năm 2002. Cái giải đó cũng vinh dự lắm, cũng giống như giải này là năm 2019, năm trước là báo cũng viết, và hôm nay vừa mấy bài ngày 27 là báo Sài Gòn cũng viết tôi lên được. Tôi mừng lắm. Cái này không thể xả tả chết. Hôm nay tôi ngồi dưới đây tôi nhìn thấy thầy Sơn tôi cũng thương mến lắm. Không, thầy Sơn không thể nhớ tôi đâu, nhưng tôi nhớ thầy Sơn à. Tại thầy Sơn có nhớ là cái lớp bổ túc đầu tiên á, là trường bổ túc văn hóa, là đi giảng cho coi như là tổ chức dạy văn hóa cho doanh nghiệp á. Thì lúc đó tôi là được dạy cho lớp gọi là công ty du lịch Phú Thọ tổ chức ngay Đầm Sen á, trong Đầm Sen. Thì trong đó có một chỗ ở cái lớp đó, là lớp của cán bộ quận đấy, công an quận, thì có thầy Sơn, đúng là thầy Sơn cả, thầy Sơn và cô Sơn luôn.
dạy tôi nhớ, tại tôi ở trong cái lớp đó là hiệu trưởng, ban giám đốc đó, mời thầy Sơn. Thời đó là Sơn còn làm công tác đoàn thanh niên ấy, tôi nhớ mà. Thầy Sơn thì chắc chắn không nhớ tôi được, nhưng mà hình ảnh thầy Sơn cứ lên chế đó, tôi nhớ. Thì đó là những cái mà tôi giảng tất cả là cho người lớn không à. Cán bộ tới ngày hôm nay thì bớt đi rồi, nhưng vẫn còn. Thì cái cách chia sẻ đó, thì tôi quay lại để tôi nói, thầy cô hình dung ra. Cách chia sẻ với học viên người lớn đó, thì tôi chia sẻ từng đợt. Thì khi các em nó vào, có em gọi là đi nó bán hàng rong với thầy cô, bán dép á. Nó vô rồi nó bảo nó thôi em chắc em không học được. Tôi nói em bán dép chứ hồi xưa tôi cũng là đi bán hàng rong đó. Các em thấy ông bánh mì không? Ông đi ông trao á, ai mua bánh mì không? Chứ hồi xưa là tôi mua, ai mua bánh tráng không? Hồi lớp 11 tôi phụ mẹ tôi đó. Tôi cũng thương mẹ tôi lắm. Từ một người chủ có tiệm may, nhưng mà vô Giải Phóng thì do tình hình khó khăn với mẹ tôi phải đi bán hàng rong. Nướng bánh tráng đó thầy con, gánh hai cái gánh. Tôi nói thôi để con phụ. Thì lúc đó tôi học lớp 11. Thì cứ học xong là bắt đầu mẹ nướng xong cái một cái đi ráng rồi rau ngược lắm, ngày đầu rau không nổi. Rau cái ai mua bánh tráng là chạy cái đi xe mà. Ngày đầu ngõ chạy mất tiêu người ta ra cái là mình đi mất tiêu rồi. Mấy ngày sau mình mới quen được. Thì tôi chia sẻ với các em đó, tôi nói thôi cố gắng. Thầy được hôm nay như cái bục giảng ngày hôm nay á là thầy phải học. Thì em đó bắt đầu là thay đổi thói quen. Đó. Rồi trong quá trình dạy á thì hiện nay là người lớn là như thế này, các em á nó cần cái sự khen lắm. Khi mình dạy mà mình nếu mà mình khen nó không đúng á thì không động viên được các em. Thì bài làm của tôi thì cứ giảng xong cái là cho bài tập, cái ví dụ á, xong bắt đầu cho bài tập sửa số thôi, đơn giản sửa số thôi, gọi em lên là gọi là học trải nghiệm á, cho em lên làm lấy điểm luôn. Thì từ đó các em tự nhiên thích cái môn toán, và từ cái yếu các em từ lên. Thì đó là cái cách mà tôi tiếp cận để động viên em và chia sẻ tất cả những cái mà hiện nay tôi làm. Tôi không phải là chỉ ở dạy ở trường, tôi có thể dạy ở trường cao đẳng, thậm chí tôi dạy luôn cả những cái lớp nghiệp vụ sư phạm của các thầy cô giáo mà làm đi dạy cao đẳng á. Tôi cũng dạy từng thì dạy là trường là Tôn Đức Thắng, các thầy cô giáo Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành cũng có, rồi FPT cũng có. Tôi đó là phải học cái quá là chứng chỉ sư phạm dạy nghề. Thì tôi lúc đó là thạc sĩ sư phạm dạy, và hôm nay nữa thì may mắn là được cái là lấy được cái tiến sĩ về lý luận và phương pháp giảng dạy kế hoạch. Thì nó là cái động viên mà trước khi về hôn nên tôi rất là hạnh phúc. Xin cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn câu chuyện của thầy Đức. Và chắc chắn câu chuyện của thầy Đức, quý vị ở dưới dành một cái tràng pháo tay rồi, bởi vì thật sự đã chạm được đến trái tim của rất là nhiều người. Và chắc chắn là cái điều mà thầy chia sẻ và chạm được trái tim của học viên, thầy chính là một tấm gương cho sự kiên trì, sự nỗ lực không mệt mỏi. Dạ thưa quý vị, chúng ta tạm khép lại câu chuyện với thầy Đức. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của cô Nguyễn Ánh Phương Nam, giáo viên trường tiểu học Lê Ngọc Hân, quận 1. Thưa quý vị, nếu ở những cái cấp lớn như cấp 2, cấp 3 hay là các em học viên á, thì có thể nói là các em đã đủ nhận thức nè, các em cũng đủ hiểu biết để kiểm soát những cái hành vi, những cái hành động của bản thân. Thì riêng cái cấp mà Ngọc Hương thấy khó nhằn luôn, đó là cái cấp tiểu học. Bởi vì các con trong độ tuổi này thì còn ham chơi lắm mà còn học trực tuyến nữa, thì thật sự khó khăn vô cùng. Ngọc Hương đã từng chứng kiến một cô giáo dạy một lớp 50 em mà cô làm đủ những cái phương pháp ca hát nhảy múa rồi cũng nói chuyện dụ, phải dùng từ là dụ để cho các con tập trung, rất là vất vả. Thì với những cái môn như là toán, tiếng Việt thì đã khó rồi, còn cô Nam á, thì dạy môn mỹ thuật thì lại càng khó khăn hơn quý vị. Cái gì mà thiên về năng khiếu á, cầm tay chỉ việc chỉ từng chút nhiều khi còn không có được nữa, nói chi là môn mỹ thuật mà phải vẽ qua máy. Vậy thì cô Nam có thể chia sẻ cho quý vị và các em học sinh ở đây được biết là cái việc mà cô dạy học nó như thế nào và cái cách cô thích ứng ra sao khi mà mình truyền cho các em cái sự đam mê về mỹ thuật nè, rất là tốt cho các con và giúp cho các con có thể có hứng thú trong học tập à. Dạ, xin mời cô Nam à. Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến toàn thể đại biểu và các thầy cô. Giống như Ngọc Hương nói thì có cái sự khó khăn đối với các em học sinh tiểu học. Thì cái sự khó khăn đó là
cái hạn chế về cái sử dụng các trang thiết bị máy móc để học trực tuyến. Tuy nhiên có một cái sự từ khó khăn nhưng mà nó thật ra thì nó lại là cái sự thuận lợi. Đó là các em học sinh tiểu học rất là thích môn mỹ thuật. Phải nói là các em rất là thích vẽ. Các em có thể là ở nhà thực hiện, tự mình thực hiện được rất là nhiều những sản phẩm đẹp. Thì để tạo được cái sự hứng thú của học sinh cũng như là phát huy được cái tính tích cực của học sinh mà khi học online, mà nhất là cái môn mỹ thuật á, thì phải nói là tôi luôn trò chuyện với các em. Tức là trong các tiết học online á, mình trò chuyện với các em như một người bạn vậy đó. Thì trong những cái cuộc trò chuyện đó thì những cái câu hỏi tôi đặt ra thì nó lại gợi mở để các em có thể là biết cách quan sát thế giới xung quanh hoặc là nhận biết được các cái sự vật. Và từ đó thì nó khơi gợi được cái sự sáng tạo của các em. Đồng thời là khi mà trò chuyện với các em như vậy thì các em có nhiều cách các em khám phá ra được cái ưu điểm của bản thân. Các em phát hiện ra được những cái điểm hay, những cái mà cái ý tưởng hay là những cái nét vẻ đẹp của mình. Rồi các em chia sẻ với mọi người. Và qua đó thì là giúp cho các em phát huy được năng lực của chính mình. Và khi mà các em được chia sẻ về cái điều hay, cái điều đẹp nhất trong cái sản phẩm của mình á, thì các em lại, tôi nhận thấy là các em rất là hứng thú với cái tiết học. Rồi các em cũng qua đó thì các em yêu thích cái môn học của mình hơn. Và khi mà nhận xét hay là đánh giá bài của các em á, thì tôi luôn giống như là thầy Đức có nói á, mình phải luôn khen. Thì cái khen ở đây á, thì là trong những mỗi sản phẩm mỹ thuật như vậy á, thì cố gắng tìm được cái điểm nào hay nhất, đẹp nhất của các em để mà khen. Qua đó thì gợi mở thêm để các em có thể phát huy thêm. Và ngày hôm nay thì phải nói là tôi cũng cảm thấy rất là vinh dự khi nhận được cái giải thưởng cao quý này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo của ngành và cũng như là gửi cái tấm lòng tri ân của tôi đến tất cả các thầy cô. Tôi xin hết ạ. Dạ, xin được chúc mừng và cảm ơn cô Nam với sự chia sẻ rất là chân thành. Và một trong những cái bí quyết có lẽ là chúng ta cũng sẽ học hỏi đó là tăng cường trò chuyện với các bạn học sinh trong cái giờ dạy online. Tức là các con, mình phải cuốn các con vào trong câu chuyện. Và xuyên suốt cả ba câu chuyện của ba thầy cô Tâm, cô Nam hay là thầy Đức, chúng ta thấy rõ ràng là các thầy cô đều đặt hết tâm sức của mình cho sự nghiệp trồng người. Dạ, xin được cảm ơn các thầy cô đã tham gia cuộc trò chuyện giao lưu ngày hôm nay. Xin được kính mời các thầy cô chúng ta sẽ cùng di chuyển lên phía trước để nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo ạ. Dạ thưa quý vị, để cùng chúc mừng cho ba trong số 50 quý thầy cô nhận được giải thưởng Võ Trường Toản trong ngày hôm nay, thì ngay sau đây cho phép Ngọc Hương được trân trọng kính mời lên sân khấu thầy Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tặng hoa cho các thầy cô. Dạ, xin được trân trọng kính mời thầy ạ. Thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những câu chuyện đẹp từ quý thầy cô giáo nữa. Tuy nhiên, thời lượng của chương trình ngày hôm nay chúng ta chỉ được gặp gỡ với ba thầy cô giáo tiêu biểu. Và Ngọc Hương tin rằng thêm một tràng pháo tay nữa quý vị sẽ vang lên để dành tặng và chúc mừng cho ba thầy cô giáo. Xin được trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Văn Hiếu. Xin được trân trọng cảm ơn cô Tâm, cô Nam và xin được trân trọng cảm ơn thầy Đức ạ. Dạ, cảm ơn các thầy cô. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị và các em kính mến. Có lẽ không khí của buổi lễ ngày hôm nay của chúng ta sẽ rất là trang trọng, rất là ấm cúng. Bởi vì mặc dù là Covid-19 vẫn đang diễn biến đó, vẫn đang xảy ra đó. Tuy nhiên với một tinh thần lúc nào cũng rất là nâng cao cảnh giác, lúc nào cũng 5K. Và quan trọng nhất là chúng ta xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, giữ gìn sức khỏe của bản thân và gia đình thật tốt để ai trong chúng ta cũng công tác thật là tuyệt vời. Và đặc biệt hơn là quý thầy cô giáo dạy online hay là dạy trực tiếp đều có những khó khăn và vất vả. Và ngày hôm nay tôn vinh quý thầy cô giáo, ngay sau đây Ngọc Hương xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Hoàng Hưng,
Phó trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố sẽ công bố quyết định và điều hành nội dung khen thưởng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể quý đại biểu, quý thầy cô. Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo. Chủ tịch nước đã ban hành quyết định phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 15 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quyết định tặng bằng khen cho 50 cá nhân. Được sự phân công của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin phép công bố các quyết định và điều hành nghi thức trao tặng. Trước tiên là phần công bố quyết định phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú của Chủ tịch nước. Trước khi công bố quyết định, trân trọng kính mời các cá nhân có tên sau bước lên vị trí danh dự để nghe công bố quyết định và đón nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Kim Em, Hiệu trưởng trường Mầm non Rạng Đông 4, quận 6. Trân trọng kính mời bà Phan Thị Bích Liên, Hiệu trưởng trường Mầm non Măng non 1, quận 10. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Bạch Yến, Hiệu trưởng trường Mầm non 19 tháng 5, quận 10. Trân trọng kính mời bà Trần Thị Kim Nguyên, Hiệu trưởng trường Mầm non phường 13, quận 10. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng trường Mầm non Hồng Yến, quận 12. Trân trọng kính mời bà Cao Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca 9, quận Phú Nhuận. Trân trọng kính mời bà Lê Thị Kim Tiết, Hiệu trưởng trường Mầm non Hương Sen, quận Phú Nhuận. Trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Phương Hồng, Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Phượng 1, huyện Bình Chánh. Trân trọng kính mời bà Đặng Thu Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phù Đổng, quận 6. Trân trọng kính mời bà Lâm Ngọc Lệ, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo quận 12. Trân trọng kính mời ông Phan Hoàng Dũng, Hiệu trưởng trường Trung cấp Bách Nghệ, thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời ông Bùi Chí Hiệp, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Mạc Đỉnh Chi. Trân trọng kính mời bà Triệu Thị Huệ, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Trân trọng kính mời ông Trần Công Toại, Phó giáo sư tiến sĩ, Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản và Y học cơ sở trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Trân trọng kính mời bà Tăng Kim Hồng, Phó giáo sư tiến sĩ, trưởng phòng phòng nghiên cứu khoa học trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Trân trọng kính mời. Tôi xin công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Chủ tịch nước số 445 Hà Nội ngày 1 tháng 4 năm 2021 quyết định về việc phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 340 ngày 18 tháng 3 năm 2021 quyết định. Điều 1. Phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 15 cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh theo danh sách đính kèm, đã có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ nghị ký, Thủ tướng Chính phủ, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ký. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể quý đại biểu, quý thầy cô, trong buổi lễ hôm nay, do có một cá nhân đã mất nên ban tổ chức xin phép trao giải thưởng cho 14 thầy cô. Riêng đối với cá nhân đã mất, ban tổ chức xin phép sẽ chuyển phần thưởng cao quý đến gia đình này sau buổi lễ hôm nay. Xin cảm ơn. Sau đây là phần nghi thức trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú của Chủ tịch nước. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trân trọng kính mời đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 14 cá nhân. Trân trọng kính mời. Thank you.
Xin nhiệt liệt chúc mừng các cá nhân vừa được đón nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú của Chủ tịch nước phong tặng. Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Lệ, trân trọng cảm ơn đồng chí Dương Anh Đức. Tiếp theo là phần công bố quyết định tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho các cá nhân đạt giải thưởng Võ Trường Toản. Tôi xin công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh số 4044, thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 11 năm 2021 quyết định về việc tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương, căn cứ luật thi đua khen thưởng, xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và của trưởng ban, ban thi đua khen thưởng quyết định. Đề 1, tặng bằng khen cho 50 cá nhân theo danh sách đính kèm đã có thành tích xuất sắc đạt giải thưởng Võ Trường Toản năm 2021. Điều 2, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban, ban thi đua khen thưởng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể quý đại biểu, quý thầy cô, phần công bố quyết định và điều hành nghi thức trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú của tôi đến đây là kết thúc. Tôi xin phép giao lại phần điều hành nghi thức trao tặng giải thưởng Võ Trường Toản cho các cá nhân do ban tổ chức tiếp tục thực hiện. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Trân trọng kính chào. Xin cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời 50 thầy cô giáo, cán bộ quản lý bước lên vị trí danh dự để nhận hoa kỷ niệm chương bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Xin trân trọng kính mời.
Alo. Xin trân trọng kính mời ông Dương Anh Đức, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban dân thành phố, ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc sở dục và đào tạo, bà Nguyễn Phương Lan, tổng giám đốc EMC Education lên vị trí danh dự tặng hoa kỷ niệm chương và bằng khen ủy ban dân phố cho các giáo viên và cán bộ quản lý đạt giải thưởng Võ Trường Toản đợt 1. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Đinh Thị Kim Tiến, giáo viên trường Mầm non 19 tháng 5, thành phố. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Trần Thái Diệm Tiên, giáo viên trường Mầm non Bến Thành, quận 1. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Thái Mộng Thu, giáo viên trường Mầm non Tuổi Ngọc, thành phố Thủ Đức. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Đỗ Hồng Trang, giáo viên trường Mầm non 14, quận Tân Bình. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Trần Lương Diễm Phúc, giáo viên trường Mầm non 10, quận 11. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Hoàng Thị Phương Anh, giáo viên trường Mầm non thị trấn Củ Chi. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Thị Lan Anh, hiệu trưởng trường Mầm non 8, quận 3. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Trần Ngọc Thanh Tâm, hiệu trưởng trường Mầm non Ban Mai, quận 4. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Thị Hoa, hiệu trưởng trường Mầm non 13, quận Bình Thạnh. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Ngọc Lan, giáo viên trường tiểu học Trần Thị Ngọc Hân, huyện Nhà Bè. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Trương Thị Lan Phương, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng, quận 7. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Lê Đình Trang Đài, giáo viên trường tiểu học Phước Hiệp, huyện Củ Chi. Xin trân trọng cảm ơn ông Dương Anh Đức, ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Nguyễn Phương Lan. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Lê Hồng Sơn, thành ủy viên, phó trưởng ban tuyên giáo thành phố, ông Nguyễn Quỳnh Long, phó bí thư thường trực đảng ủy sở dục, ông Trần Văn Thông, phó giám đốc khách hàng cá nhân ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank lên vị trí danh dự trao tặng hoa kỷ niệm chương và bằng khen cho các cá nhân đạt giải đợt 2. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Trần Kiều Mỹ Nga, giáo viên trường tiểu học Trần Quang Cơ, quận 10. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Ánh Phương Nam, giáo viên trường tiểu học Lê Ngọc Hân, quận 1.
Xin trân trọng kính mời nhà giáo Phạm Thị Vân Khánh, giáo viên trường tiểu học Minh Đạo, quận 5. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Phạm Thị Mai, giáo viên trường tiểu học An Thới Đông, huyện Cần Giờ. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Thị Minh Hiếu, giáo viên trường tiểu học Lam Sơn, quận Bình Thạnh. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Thị Kim Thanh, giáo viên trường tiểu học Phùng Hưng, quận 11. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Lương Thị Thanh Lý, hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Tân Phú. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Đặng Duy Phước, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Trần Thị Hồng Ân, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Định, quận 12. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Hoàng Đăng Quang, giáo viên trung học cơ sở Hồng Bàng, quận 5. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Võ Duy Quang, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Thập, quận 7. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Như Thủy, giáo viên trường trung học cơ sở Lê Anh Xuân, quận Tân Phú. Xin chân thành cảm ơn ông Lê Hồng Báo, Sài Gòn Giải Phóng, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Dục và Đào tạo, ông Trần Thiện Lưu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành lên vị trí danh dự để tặng hoa kỷ niệm chương bằng khen của Ủy ban Nhân dân phố cho đợt 3. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Kim Hùng, giáo viên trường trung học cơ sở Lữ Gia, quận 11. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Đoàn Ngọc Dũng, giáo viên trường trung học cơ sở Phạm Đình Hổ, quận 6. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Ngô Thị Lệ Hoa, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lê Thành Công, huyện Nhà Bè. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Trần Thị Vẹn, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Trương Thúy Uyên, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Vân Đồn, quận 4. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Quốc Việt Cường, giáo viên trường trung học phổ thông An Nhân Tây. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Thị Vân Trang, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong.
Xin trân trọng kính mời nhà giáo Đỗ Khánh Giang, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Lê Thị Tuyết Anh, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Tượng Hiền. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Lê Văn Bình, giáo viên trường Trung học phổ thông Trung Phú. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Trần Minh Chánh, giáo viên trường Trung học phổ thông Bình Chánh. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Thị Tính, giáo viên trường Trung học phổ thông Phú Hòa. Xin chân thành cảm ơn ông Tăng Hữu Phong, ông Lê Hoài Nam và ông Trần Thiện Luân. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời bà Ngô Thị Hoàng Cát, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Thành phố. Xin trân trọng kính mời ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Dục Đào tạo lên vị trí danh dự tặng hoa kỷ niệm chương bằng khen Ủy ban Nhân dân Thành phố cho đợt 4. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Tường Thịnh, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Trịnh Quốc Hùng, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Lê Thanh Lâm, giáo viên trường Trung học phổ thông Phạm Văn Sáng. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Mai Phú Thanh, chuyên viên phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Nguyễn Di Tuyển, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Bùi Minh Tâm, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Đào Thị Kim Dung, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Dương Thu Trang, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Mạc Đỉnh Chi. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Quỳnh Thị Thúy Hương, trường Hy vọng, quận 6. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Trần Hồng Vân, phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Bình Chánh. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Trần Tiến Đức, giáo viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, quận 11. Xin trân trọng kính mời nhà giáo Đặng Ngọc Thu, giám đốc Trung tâm Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, quận 6.
Và kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, thì nhà giáo Hoàng Thị Thu Hường là hiện đang là F0 nên ban tổ chức sẽ chuyển cái phần giấy khen và phần thưởng về cho nhà giáo Thu Hường. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thành Trung, bà Ngô Thị Hoàng Cát và ông Dương Trí Dũng. Và một lần nữa, hy vọng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất của quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể quý vị sẽ cùng vang lên để cùng chúc mừng cho 15 nhà giáo ưu tú và 50 nhà giáo đã nhận được giải thưởng Võ Trường Toản. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sẽ di chuyển lên sân khấu để cùng chụp ảnh lưu niệm với các nhà giáo đã đạt được giải thưởng trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Dạ, cũng xin được trân trọng kính mời 15 nhà giáo nhận được danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15 cũng sẽ bước lên sân khấu để cùng chụp ảnh lưu niệm luôn ạ. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị, trên sân khấu là 15 nhà giáo ưu tú lần thứ 15 và 50 nhà giáo nhận được danh hiệu giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 24 cùng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng, điện thoại di động để cùng nhau chụp lại một tấm ảnh thật đẹp để cùng chúc mừng cho các nhà giáo được vinh dự trong ngày hôm nay. Quý vị, đến đây cho phép chúng tôi được khép lại buổi lễ trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 15 và trao giải thưởng Võ Trường Toản lần thứ 24 trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện quý giá của quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý thầy cô giáo cũng như quý vị. Xin được kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Tin rằng với giải thưởng này, quý thầy cô giáo sẽ luôn tiếp tục vững vàng, vững tay chèo trong sự nghiệp trồng người. Xin được kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những hoạt động tiếp theo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.